Rồi. Đây 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 đi ra, đi. Tí đó mà bao nhiêu người đâu sao? Người ta ai chết đây, đây bao giờ nữa? Rồi, ngày 27 tháng 10 2023 ở Lassen Volcanic Park, công viên núi lửa Lassen. Chúng bà dì Tám mãi mới ra xe đấy. Dì Tám sợ bà, sợ núi lửa nó phun là chết hết. Xin lỗi nhưng nếu mà nó phun thì mình không cần đứng gần mà cũng chết. Đó. Đó, đây thấy thấy là nó khói nha, khói nó bốc ra. Ở đây cái mùi sofia nó như là quả trứng nó thối. Ghê quá, mùi nó mặn quá. Mẹ ngồi đó đi, đi tí thôi mà, có cái gì đâu. Đi đứng đây. Dì Tám sợ. Chờ thế, chờ có 5 phút nữa con xuống chứ. Người ta nói là mình không có cẩn thận á, mình cho tay hay là mình cho chân trong này là bỗng tay bỗng chân á. Ồ hay ha. Cấm không được đi qua bước rồi nè. Ồ hay ha. Nóng nha, nóng lắm nha. Nóng lắm á. Con gì mà rơi xuống đây là chắc chết tiêu luôn. Hay ha. Hay thật đấy nha. Đẹp quá. Nè, chính là trong bên đá nó cũng có khói lên. Hay thật nha. Đẹp quá. Núi nó có màu khác. Người ta mới nói là cái cháy rừng mới đây này, cái là cái cháy rừng Dixie nha, nó là khác, không phải là cái cháy rừng mà lần trước nói đâu. Cái cháy rừng nó gọi là Dixie là xảy ra 2 năm trước, cháy khoảng chừng 68% của những cái rừng, những cái cây ở trong cái công viên này. Đây là Dixie. Kinh à? Kì quá.
không xem mặt mọi người nữa. Nóng lắm nha, không dám cho tay trong nó đâu. Ngoài ngoài cái nóng nha, còn sợ bị có những cái chất hóa học này kia nó làm không tốt cho sức khỏe mình. Yeah. Thấy cái màu xanh kia, cái đó là hình như là đồng á, copper đó. Không biết. Có cái đó là cái màu xanh xanh cỏ đó, là không phải là rau đâu, rau cỏ đó, mà cái đó là mình nghĩ là chất sắt á, copper đó. Yeah. Cái màu núi có màu đỏ nè, có màu vàng nè, nó thấy chưa? Đó, đẹp không? Đẹp quá. Đẹp quá là đẹp. Sợ quá, quá sợ. Nếu mà nó nóng ở đây, mặt đất nó nóng như vậy, bây giờ sợ dĩ mình nghĩ là nó ở dưới đất nó còn nóng biết bao nhiêu nữa. Sáu mươi tám phần trăm công viên bị cháy trong cái cuộc cháy ở trong cái biến cố cháy rừng 2 năm trước, gọi là Dixie Fire, cháy rừng Dixie. Thì con người nó không nhòm nhò gì với đại bằng tay trời, không có nhòm nhò gì hết. Cái này đẹp quá, quá đẹp.